chào Kang Young Awards 2018. Xin chào khán giả của Kang Young Awards 2018. Xin chào Kang Young Awards 2018. Xin chào tất cả mọi người đã đến với Kang Young Awards 2018. Kang Young Awards 2018. Kang Young Awards 2018 với chủ đề sự thay đổi. Và với chủ đề là sự thay đổi. Với chủ đề sự thay đổi. Với Nhi, sự thay đổi đó chính là làm cho bản thân mình tiến bộ hơn qua từng ngày và trở nên hoàn hảo hơn. Mình sẽ thay đổi theo hướng tích cực thì sẽ giúp cho mình có nhiều cái sự trải nghiệm và khám phá mới mẻ hơn. Erin nghĩ là sự thay đổi về bề ngoài có lẽ là một cái điều mà cần thiết đối với mỗi người nghệ sĩ. Ai thì cũng sẽ khác nhưng hãy luôn là mình. Luôn luôn làm mới mình và luôn mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị nhất trong âm nhạc. Thay đổi là thách thức bản thân, thay đổi để tồn tại, thay đổi là vứt bỏ những thói quen cũ. Và Hiếu muốn thay đổi để Hiếu cởi mở với thế giới. Và sự thay đổi đó phải dựa trên nền tảng và nội lực của bản thân. Không làm mất đi bản sắc của mình mà chỉ là cố gắng làm những điều mới mẻ cho nghề cũng như trong cuộc sống. Và Hiếu cần thay đổi để Hiếu phát triển và tiến bộ. Mọi người hãy tiến bộ cùng với Hiếu và vote cho Chuck Hiếu trong Kang Young Awards 2018. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ vẫn luôn đồng hành và yêu mến Đông Nhi và hãy bình chọn cho Đông Nhi trong các hạng mục của Kang Young Awards 2018 nhé. Mong là mọi người sẽ bình chọn cũng như là tiếp tục ủng hộ Andy. À, mọi người đừng quên là bình chọn cho Trang Mê trong top đề cử Kang Young Awards năm nay nhé. Các bạn hãy vote cho Bảo Anh trong những đề cử của Kang Young Awards nhé. Và đừng quên bình chọn Quốc Thiên tại Kang Young Awards nhé. Vì đây là giải thưởng dành cho những nghệ sĩ dưới 30 tuổi nên đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi và hãy bình chọn chúng tôi nha. Please. Mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ Eric trong Kang Young Awards 2018 năm nay nha. Bye bye. Và mọi người hãy dành thật nhiều tình cảm cho Monster tại Kang Young Awards 2018 nhé. Chúng mình là Monster.